Tọa đàm chính. Nam mô A Di Đà Phật. Phật nói nhờ thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ mới giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Có người dùng thiện căn phước đức nhân duyên để khuyến tấn chúng ta niệm Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng có người nghe đến danh từ thiện căn phước đức nhân duyên lại đi khuyên chúng sanh đừng nên niệm Phật. Tại vì không dễ gì lấy chút thiện căn, chút phước đức, chút nhân duyên mà đi về Tây Phương Cực Lạc đâu. Cho nên cũng là một danh từ, mà từ một góc nhìn khác lại thấy khác. Một người dùng danh từ thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ để giảng sanh, thì họ khuyến tấn chúng ta hãy quyết lòng giảng sanh. Nếu có thiện căn ít, thì bây giờ tô bồi thiện căn đi, để được về Tây Phương. Nếu có phước đức ít, thì hãy tô bồi phước đức đi, để đủ phước đức đi về Tây Phương. Nếu chưa có nhân duyên, thì hôm nay đã gặp câu A-di-đà Phật, tức là có nhân duyên rồi đó. Mau mau kết hợp nó lại để đi về Tây Phương. Nhờ thế mà một người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một người cũng nghe đến đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, lại sớm có cái tâm tiêu cực. Họ nói rằng, quý vị không đủ thiện căn, không đủ phước đức, không đủ nhân duyên đâu. Thôi đừng đi về Tây Phương Cực Lạc làm chi. Một lời nói làm đoạn mất con đường thành đạo của chúng sanh. Cho nên khuyến tấn lên, dù người được khuyến tấn chưa chắc gì họ đã đủ thiện căn phước đức, nhưng cơ hội này tạo niềm tin cho chúng sanh. Khi tạo niềm tin cho chúng sanh thì vô tình niềm tin của mình cũng tăng trưởng. Tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Nhờ mình tô bồi tính tâm cho mọi người mà làm cho thiện căn của chính mình cũng tăng trưởng lên hồi nào không hay. Tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Mình thấy một người kia phước báo ít quá, đang đi bán bánh ú ở ngoài đường. Có người thì đang lượm rác, rõ ràng họ đâu có phước báo. Nhưng mình vẫn cứ khuyến tấn đi. Hãy nói, ở đây phước báo không có, về Tây Phương thì phước báo vô lượng. Quyết lòng tin đi, xúi dục họ, làm cho người bán bánh ú, người bán vé số, một người lượm rác, đang lang thang ngoài đường, quyết lòng niệm Phật, tin tưởng vững vàng. Tín di đạo nguyên công đức mẫu. Khi lòng tin của người đó thanh tịnh, lòng tin của người đó tràn đầy, thì tự nó tạo ra công đức. Tức là nhờ lòng tin đó mà nảy sanh ra công đức. Công đức mà còn sanh ra được, huống chi là phước đức. Hỏi rằng, phước đức là như thế nào? Công đức là như thế nào? Một người lượm rác thì không có phước đức, nhưng cái tâm của họ thành, tâm của họ tin tưởng, tâm họ chí thành chí kính. Họ đem cái tâm thành đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì cái tâm thành đó, chút phước đức từ lòng thành đó đã biến thành công đức. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng, à, bà đó không đủ phước đức, ta có bạc tỷ đô la đây, ta mới có phước đức. Khoe cái đó ra, thật ra phước đức hữu lậu vẫn là thứ phước đức hữu lậu. Sau cùng, chính cái phước đức đó nó trói mình lại trong lục đạo luân hồi. Như Ngài Tịnh Không nói, tiền bạc nhiều quá, coi chừng vì đắm vào tiền tài này, sau cùng không cách nào rời khỏi được đống tiền mà đành chịu nạn. Một đời hưởng phước để vạn đời chịu khổ. Lý do vì chính tâm của mình đã đi sai đường. Từ đâu mới tăng được thiện căn phước đức lên? Xin thưa với quý vị, thật ra là từ một niềm tin này mà khởi phát lên. Tín. Cái lòng tin này là mẹ sinh ra công đức. Một chút phước đức này lấy lòng thành gửi về Tây Phương thì phước đức biến thành công đức. Đi tới một chỗ động đất, người ta thì bỏ tiền ra bố thí triệu triệu. Họ lên danh sách này, lên danh sách nọ. Phóng viên truyền hình tới phỏng vấn đăng tin, một người không có một đồng bạc nào. Thấy hoàn cảnh chúng sinh khổ quá, đưa ra một ổ bánh mì cho người nghèo khó mà tâm chân thành. Coi chừng ổ bánh mì này có công đức còn ngon lành hơn những người bỏ bạc triệu ra đó. Cho nên công đức lớn hay nhỏ
là do cái tâm thành của một người, chứ không phải là cái số lượng đưa ra. Một người bỏ ra bạc triệu, nhưng thật ra gia tài của họ tới bạc tỷ, thì số bạc triệu đó đâu đánh giá cao bằng một người chỉ có một đồng mà dám bỏ ra 90 xu để cho người khác đỡ đói. Tức là họ nhịn đói mà giúp cho người khác. Chính cái lòng thành này nó châu biển pháp giới. Trong kinh Phật có câu: tâm bao thái hư, tâm mở rộng ra thì lượng châu xa giới. Giảng về thiện căn phước đức nhân duyên, có nhiều người nói: bà ơi, bà hãy lo tu thiện căn đi, tu phước đức đi, để đời sau tu tiếp, tu đến vạn kiếp sau, khi nào thiện căn phước đức đầy đủ rồi, bà mới về Tây Phương được. Giảng giả như vậy, vô tình dẫn dắt một người vốn đã nhiều nghiệp chướng, lại tiếp tục lăn lộn trong nghiệp chướng, để tạo thêm nghiệp chướng mới nữa. Thì ngày nào họ mới có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Trong khi biết rằng, à bà ơi, thiện căn phước đức của bà ít quá, thì bây giờ tôi chỉ cho bà cách tô bồi thiện căn phước đức nhé. Tô bồi như thế nào? Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hàng xa. Hãy đến niệm Phật đường mà niệm Phật với tôi đi. Hãy thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật đi, thì phước tăng vô lượng. Mà niệm với lòng chân thành, chí kính, thì cái phước đức này không còn là phước đức hữu lậu nữa đâu bà, mà là công đức vô lượng vô biên đó. Lễ Phật với tôi đi bà ơi, lễ Phật với tôi đi ông ơi. Lễ Phật một lễ, tội diệt hàng xa. Bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng nhờ lòng thành lễ Phật mà nó tuôn ra hết. Niệm Phật một câu đem công đức vào, lễ Phật một lễ tuôn nghiệp chướng ra. Bây giờ chư vị hỏi lại, thiện căn phước đức ở đâu? Ở ngay chỗ chí thành chí kính niệm Phật này chứ đâu. Tại sao chúng ta không biết giúp cho người ta con đường tạo thiện căn phước đức để đi về Tây Phương? Dạng pháp nhân duyên sanh. Một người trong cuộc đời này gặp cái nhân duyên này và nhờ thiện trí thức chỉ đường dẫn lối, họ ngộ ra đường đạo. Nhân duyên sanh ra dạng pháp. Dạng pháp được sanh ra từ một người phàm phu tục tử này đã gặp được nhân duyên hôm nay mà trở thành một vị đại thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương. Một người cũng trong hoàn cảnh này gặp được nhân duyên này, lại bị người ta gạt mất con đường siêu sanh tịnh độ. Niềm tin bị đoạn rồi, lòng nghi nảy sinh ra. Nghi thì duyên với nghi. Một niệm nghi ngờ sanh ra, hàng vạn nghiệp chướng bao trùm họ lại. Rõ ràng mê mới nghi, chứ ngộ bao giờ lại nghi. Phật Pháp đã dạy ta đoạn nghi sanh tính. Hãy tìm mọi cách đoạn cái lòng nghi của chúng sanh đi, để giúp cho họ sanh cái tính tâm ra. Có sanh được tính tâm thì thiện căn theo đó mà tuôn trào ra, phước đức theo đó mà trưởng dưỡng lên. Bây giờ không có phước đức cũng sẽ có phước đức, không có thiện căn cũng sẽ có thiện căn. Tại sao vậy? Tại vì chắc chắn bản lai của người đó là Phật. Phật là lưỡng túc tôn. Quý vị có hiểu chỗ này không? Lưỡng túc tôn không phải là hai chân, mà trí huệ và phước đức có đầy đủ. Trí huệ và phước đức đã có đầy đủ mà họ không biết sử dụng, chỉ vì họ đã lỡ mê rồi mà không biết đó thôi. Vì không biết nên họ cứ tiếp tục đi theo con đường thiếu phước báo, thật là oan uổng. Chứ nếu họ ngộ ra một cái thử coi, một viên ngọc như ý vô giá đó, tất cả mọi người chúng ta đều có. Mọi người đều có thì hãy chỉ cho họ mau mau lượm viên ngọc đó lên đi. Họ lượm viên ngọc đó đưa lên, họ trở nên một người quý vô giá. Vô giá về phước đức, vô giá về thiện căn. Hôm qua mình nói thiện căn thuộc về trí huệ. Trí huệ đó ở đâu? Viên ngọc đó chìm trong bùn đen, không thể phát quang. Mình tưởng rằng họ không có trí huệ, nhưng chư Phật đã thấy rõ ràng viên ngọc đó từ vô thủy đến bây giờ vẫn là như vậy, và đến vô chung trong tương lai cũng là như vậy. Đối với một con vật cũng vậy, đối với một con người cũng vậy. Ví như con người này dụng dại tái sinh vào hàng súc vật,
thì con súc vật này vẫn có viên ngọc như ý đó. Nó vẫn là như vậy, không mê, không ngộ, không tăng, không giảm. Xin thưa với chư vị, xét cho cùng ra, thiện căn phước đức vẫn ở tại tâm mình, không phải ở ngoài. Nếu nghi ngờ lời Phật thì mình đã đánh mất thiện căn của mình rồi. Nếu tin tưởng lời Phật thì mình trưởng dưỡng thiện căn của mình lên. Mình quyết lòng đem cái viên ngọc như ý mình đưa ra thì lập tức viên ngọc phát quang. Nếu mình đưa ra không được thì nhờ chư đạo hữu tới tìm cách khai thị, giảng giải, quá gỡ những gút mắc sai lầm để cho khơi nó lên. Dù cho có bị dìm ở trong bùn đen ngàn năm, khi vừa khơi lên, viên ngọc tự nhiên sẽ phát quang. Nên nhớ, viên ngọc không bao giờ bị ô nhiễm cả. Cho nên, cũng là thiện căn phước đức nhân duyên đó, lại gặp một người mê mờ, đem cái thiện căn của mình tiếp tục giấu đi. Đem cái phước đức của mình tiếp tục giấu đi, để rồi tiếp tục hưởng những cái mê mờ, những cái thiếu phước. Còn nếu chúng ta nghe lời Phật thì khác. Phật nói sao? Khi ta thành Phật, mười phương pháp giới chúng sanh nghe đến danh hiệu của ta, dẫu cho người đó tội lỗi bao nhiêu. Tội lỗi là những gì? Là người mê muội đó, là người thiếu thiện căn đó, là người thiếu phước đức đó. Thiếu là tại người ta quên mất của quý mà thiếu đó, tại mê mà thiếu đó. Chứ nếu họ tỉnh ngộ thì làm sao thiếu được? Niệm danh hiệu ta đi, quyết lòng cầu nguyện giảng sanh về nước ta đi. Có chút thiện lành gì mà nhớ được đó? Từ sáng đến chiều mình làm được phước thiện gì đó, chút xíu như vậy chứ mấy. Thật ra cái đó cũng chỉ là chút quà tượng trưng cúng dường trên cõi Tây Phương, chứ đâu có là bao nhiêu. Gửi về nước ta đi, niệm mười niệm cầu sanh về nước ta. Ta không tiếp dẫn về nước ta, ta thề không thành Phật. Tại sao không chịu nghe lời Phật giúp cho chúng sanh tạo thêm thiện căn phước đức, để trong nhân duyên này họ được về Tây Phương? Có người cứ nằm đây mà mơ tưởng một ngày nào đó sẽ có thiện căn, có phước đức mới làm đạo. Xin thưa với quý vị, có nhiều người nghĩ vậy đó. Bây giờ bảo tôi đi khuyên người niệm Phật, tôi không khuyên đâu. Hỏi tại sao vậy? Tại vì bây giờ cái năng lực của tôi dở quá. Anh hãy chờ cho tôi một thời gian nữa, khi năng lực tôi mạnh rồi, khi năng lực tôi đủ rồi thì tôi mới đi ra làm đạo. Tôi chắp tay lại cảm ơn. Tôi tán thán cái lời hứa của anh, nhưng tôi không theo anh, không tán thán việc làm của anh. Vì xin hỏi anh, khi nào năng lực của anh mới đủ vậy? Khi nào năng lực của anh mới mạnh vậy? Xin nhắc nhở anh rằng, một khi anh nghĩ rằng anh đã có năng lực thì coi chừng. Xin lấy lời của Ngài Tịnh Không ra nói. Khi quý vị thấy mình có một năng lực, khi quý vị nghĩ rằng mình đã chứng đắc, khi quý vị nghĩ mình đã thành đạo, thì coi chừng quý vị đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Trong khi Ngài Ấn Quang dạy ta điều gì? Chí thành chí kính. Ngài có dạy là phải chứng đắc trước rồi mới đi khuyên người niệm Phật đâu. Mà Ngài nói, khi ta biết con đường niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là con đường giải thoát, thì nở lòng nào để cho thân bằng quyến thuộc, anh em của chúng ta tiếp tục chìm đắm trong bể khổ sông mê. Khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một chúng sanh phàm phu thành bậc chánh giác. Ta là một phàm phu, sẵn sàng đi khuyên một vị phàm phu. Tại vì chúng ta đồng cảnh ngộ với nhau thì dễ hiểu nhau, đồng quản tương thân. Cùng hoạn nạn mình thương yêu nhau, mình không muốn đọa lạc thì cũng không nỡ nào để cho người thân của mình bị đọa lạc. Thành ra mình nên nói: thôi mẹ ơi, niệm Phật đi. Cha ơi, niệm Phật đi. Anh ơi, niệm Phật đi. Con cũng niệm Phật để được giảng sanh. Cha cũng niệm Phật để được giảng sanh. Chị niệm Phật cũng được giáng sanh. Chúng ta toàn là phàm phu, nhưng nhờ A Di Đà Phật đưa ta về Tây Phương thành đạo. Cho nên khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho người phàm phu tục tử thành bậc chánh giác. Công đức này vô lượng vô biên. Rõ ràng có bao giờ Ngài nói rằng khi nào ta chứng đắc rồi mới được khuyên người niệm Phật đâu?
Không có, hoàn toàn chư tổ không có nói như vậy. Ấy thế, nhiều người học Phật mà không chịu lấy lời tổ ra làm chuẩn mực cho mình đi, không chịu lấy lời Phật ra làm cái gương cho mình soi, không chịu lấy những lời của chư vị thánh tăng ra mà làm kim chỉ nam hành đạo, mà cứ lấy toàn những thứ sở tri kiến của mình ra mà nói, để dẫn dắt chúng sinh đi trên con đường mông lung vô định hướng. Vô lượng vô biên chúng sanh ngày ngày giờ giờ từng sát na đi xuống tam ác đạo, khổ đau bất tận. Ta không thương họ, tìm cách cứu họ, mà bây giờ lại còn bày vẽ cho họ đi theo cảnh giới đau khổ đó nữa. Ngài Ấn Quang nói, làm sao có thể chờ đợi đến đời sau? Đời sau coi chừng thân người không lấy lại được. Ấy thế mà có người dám nói, hãy tìm chút phước đi để đời sau tu tiếp. Ngài Tịnh Không nói, tu phước thì hưởng phước, nhưng người ngu si thì thành súc sanh để hưởng phước. Khi thành súc sanh thì tiếp tục mê. Tiếp tục mê thì Phật chỉ đàn kiến mà nói với Ngài A Nan rằng, bảy đời Phật rồi, con kiến vẫn là con kiến. Xin chư vị hiểu cho thiện căn phước đức ở tại niềm tin. Giữ vững niềm tin thì được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó, chư vị sẽ thấy rõ ràng thế nào là thiện căn phước đức, nhân duyên đầy đủ. Nam Mô A Di Đà Phật.